bao năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Cưới hồng chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận, bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng, này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì, chồng ơi tới luôn anh, cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên xóm dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chắc chứa tình em trọn một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi.
if a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle, she looks so beautiful in white.
Đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vậy nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi. Cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cử đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi. Đúng rồi, em cầm không tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nào bao lớn sang hèn thế nào anh. Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người.
Thank you.
đã sẽ sẻ chi hôn để chúng ta nên vợ chồng. Pháo đưa em về nhà.
về làm dâu miền Tây. Từ nơi đông đúc bông chen đô thành dìu nhau về đây. Có em và anh với đôi bàn tay mình xây mái nhà. Chỉ mong gần nhau đầu ba răng lông tới da. Sập sinh sập sinh không tình không tình em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn vang tiếng cười. Kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Chị ơi, nói công chuyện với tôi nè. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng. Có cây dừa xanh nhánh sông lượn quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn ta ra bờ đây mình ngồi bên nhau. Có em và anh tiếng yêu mặn nồng ngọt ngào ta ra. Hò là hò ơi hò ơi hò. Dù đời còn gian khó xin chỉ yêu riêng mình anh. Xây tình nồng bên nhau nên duyên vợ chồng năm sau sinh con đầu lòng. Rồi em coi anh tính như vậy được không được em không? Ơi anh nói cho em nghe, bao nhiêu cô trong xóm hay lăm le qua khôi đồng nội người đẹp cù lao thả môi thả tính. Nhưng mà ai đâu kể tình cảm của anh là duy nhất, chỉ một lòng một dạ yêu em mãi về sau. Sông cỏ cạn hay sỏi đã có mòn như đất trời làm chứng, anh chẳng nuốt lời đâu. Trai miền Tây hiền lành và chất phái, chất phái thiệt thà dễ mến lắm em ơi. Chỉ cần em đưa tay gật đầu và đồng ý báo đỏ rồi cây ta xây đến trọn đời. Sầm sinh thông tình thường tình em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thôn ngày đêm rộn vang tiếng cười. Kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Chị ơi, nói công chuyện với tôi nè. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng. Có cây dừa xanh nhân sông lượn quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn mình hò là hò ơi, mong tình thương thêm mến thương.
chồng phụ chồng mẹ cũng có vui gì rồi ta biết thì dân dân cháu thương tìm hiểu tình cảm hai cháu rất là thân là tự nguyện hay là mới thì năm nay thì hai bên gia đình thì cũng có thể hiện cái trách nhiệm nhưng mà thành ra cũng chưa được hết ngày thứ hai thì đúng là ngày hôm nay cũng tốt được sự nhắc đến của toàn thể hai bên gia đình còn tôi thì đại diện của toàn thể hai rất là xin phép giới thiệu đoàn bác bên cạnh đây là ba mẹ thì các đạo diễn mà kia là anh chị tức là cũng là người thân trong gia đình thì hôm nay đến đây thì trước là chúng ta mắt họ ta thì bên cạnh đó thì cũng đưa tới hùng về đây thì hôm nay lại là tập thể tứ vương các sự là mà của các bạn là cũng là người dân trong gia đình hiện nay trên tinh thần này thì tôi cũng có gì hơn khi phép đại diện gia đình đến đây có đôi lời cũng mong rằng họ nhà tay dành cái tình thương sâu cả cho con dâu mình bởi vì hai cháu hai con cháu nói gì trên cái tinh thần mà trình độ thì cũng hai cháu cũng đủ để ông cha truyền thống nhưng mà trên tinh thần lòng người thì nó cháu nó bước đầu cho nên là cần phải có sự giúp đỡ dìu dắt của các gia đình để hai cháu là sức hòa nhập với cái phong tục trồng con mới của hôm nay là hai cháu hoàn thành cái trách nhiệm cái bổn phận của mình và cuối cùng là có gì hơn để ta chúc cho ngày mai thế nên là đội anh Nam cũng là đại diện cho nhà gái thì trong này họ người ta cũng rất là yêu là ghi nhận những cái lời phát biểu của anh Nam nhưng cũng là lại lớn cháu con nữa thì nói chung là lời gái an tâm về đến đây thì mọi người cũng là muốn gì hơn thì giờ cái bài lễ trong mà con cũng vẫn đang khá cái nhờ người mai mối đã rước em về mỗi tối nằm cạnh bên
bên em để kêu em bởi bởi quá thương em nên anh giáng sang năm làm ăn lên anh hốt em về làm dâu chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây chờ em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông ra hai nhà ta tùng dinh qua rừng dâu bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cầu trâu mãi mãi không đổi thay sẽ không bao giờ làm em khó nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi vơi trước con dâu hiền ngoan để rồi chân lan rượu mừng uống cho sang thức sang họ hàng chúc cho ta rung rang lòng mừng vì có em bên nơi anh cùng nhau mình sánh bắc mai đâu xanh hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi giờ mình cùng tính đi ôi rồi ôi ôi thôi bởi quá thương em nên anh giáng sang năm làm ăn lên anh hốt em về làm dâu chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông ra hai nhà ta tùng dinh qua rừng dâu bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cầu trâu mãi mãi không đổi thay tình này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ làm em khó nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi thương em mấy núi anh cũng treo mấy sông anh cũng lội mấy đèo anh cũng qua thương em cái tính em thật thà cái quên mà chân chất mượt mà sao dễ thương chờ đợi em mấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông ra hai nhà ta tùng dinh qua rừng dâu bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cầu mãi mãi không đổi thay tình này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ làm em khó nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi vơi trong buổi đề thành hôn của chú rể Tấn Trọng Sánh Nghiên cùng cô dâu Phạm Hường trong buổi chung hôm nay. Và đây nói đầu tiên cho phép một đàn xin mặc phép đường thay mặt cho gia đình chủ hôn Hòa Nhà Trai cùng ekip nhạc sống và ngân xin đến toàn thể tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng thân thương và nồng nhiệt nhất là kính thưa toàn thể tất cả quý vị, cái tác thường nói dân rằng nếu đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì chân chống sẽ quê và nếu đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đông đầy. Nhà thơ Tố Hữu cũng từng có những câu thơ rất dễ thương: ở trong đời có gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Tình yêu là một món quà vô giá mà tạo đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, ta chẳng cùng biết một ba cùng niềm. Sau những ngày tháng tình yêu yêu thương, cặp đôi Tấn Trọng và Phạm Hương để tìm được một nửa hạnh phúc, một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Và cái tiêu thần đẻ tất cả quý vị hôm nay xin hợp chúc mai tình trung một cách nghĩa dài trong năm họ hàng cô bác xa gần đến mừng đến lính tảo tận cặp kê chúc cho duyên thắm má kề trong năm già đá bắt đầu bên nhau đón cánh thành vòng đã đưa toàn thể quý vị tập hợp về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đồng viên ương trong giờ phút hạnh phúc này rằng xin mặc phép trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cặp đôi
quý vị tân trọng cùng nắm tay của dâu của mình tiến về lễ đài hạnh phúc thưa quý vị. Bên bạn bên nhau, bàn tay cùng nắm chặt lấy bàn tay, dìu nhau đến cuối đường của tình yêu. Hiện tại hai bông hoa đẹp nhất là người nhất trong ngày hôn lễ hôm nay đã có mặt trên sân khấu của ban tổ chức hôn lễ chúng tôi. Một đám cùng với chú rể Tấn Trọng và cô dâu Phạm Hương xin phép được nghiêng đầu cúi chào và gửi lời tri ân đến tất cả quý vị. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, ngày trời Việt Nam chúng ta có câu nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha, tần tảo sóng hoa mẹ nuôi con khôn lớn, cha cả tấm thân nghề cha che chở đời con. Và thật tuyệt vời biết bao với câu nói ơn cha thì cao nặng như núi cả, nghĩa mẹ hiền thì sâu rộng tựa biển khơi, dù cho con đi suốt cả cuộc đời cũng không làm sao quên hết được ơn người sinh ra. Chú trẻ Tấn Trọng và cô dâu Phạm Hương, chúng ta có được ngày vui hạnh phúc hôm nay là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục và sự tác hợp của gia đình cũng song thân hai bên. Trong giờ phút hạnh phúc này, Rạp sẽ mặc hết thay mặt cho những người thực hiện chương trình trân trọng giới thiệu và kính mời cùng tiến về sân khấu để ra mắt toàn thể tất cả quý vị và khách trong ngày cưới hôm nay. Và về phía đại diện họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý ông Dương Tấn Phát và quý bà Trần Thị Húc là song thân của chú rể Tấn Trọng cùng nắm tay nhau tiến về lễ đài. Xin chào. Đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã có mặt trên sân khấu của ban tổ chức hôn lễ. Một ngày nữa, Hành Nam xin mặc hết trân trọng kính mời tất cả quý vị. Chúng ta hãy cùng dành cho đại gia đình một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn toàn thể tất cả quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể tất cả quý vị, hôm nay được sự ủy thác từ phía gia đình chủ hôn họ nhà trai, thì Hành Nam cũng xin được mặc phép thay mặt cho gia đình chủ hôn hôm nay gửi đến toàn thể tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hay họ một lời cảm ơn chân thành. Xin cảm ơn toàn thể tất cả quý vị đã cùng dính chút thời gian quý báu của mình để cùng về chung vui trong buổi lễ cưới hôm nay. Và nếu trong quá trình tiếp đón tiếp đãi của gia đình có điều gì sơ sót, mong quý vị chúng ta cùng vui lòng bỏ qua cho gia đình. Và kính thưa toàn thể tất cả quý vị, đi vào kiến thức đầu tiên trong chương trình buổi lễ ngày hôm nay, và đặc xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu và xin mời cặp đôi chúng ta cùng tiến về phía bàn tiệc đầu tiên mà cùng thực hiện kiến thức, đó là kiến thức khui sự hạnh phúc. Xin mời cặp đôi của chúng ta xin cùng rót chơi sự đầu tiên trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, những dòng rượu đỏ tươi tôn trào trên tháp đi tình yêu được kiến thức hôn thê tình cho đồng thắm khi về với nhau, cùng chung bước đến mai sau biểu trưng son sắc sắc màu của tình yêu. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, những chiếc ly được xếp thành hình tháp tượng trưng cho núi Thái Sơn nghĩa là tình cha, và những dòng rượu tôn trào trên tháp đi được ý nghĩa mẹ. Và đặc xin được thay lời cho cặp đôi của chúng ta gửi đến cho cha mẹ song thân bên đường hai bên một lời cầu chúc tốt lành. Chúng con xin chúc cho cha mẹ phúc như đông hải thọ tựa năm sinh. Đầu tiên thì xin mời cặp đôi chúng ta dâng rượu lên cho cha mẹ của chú rể. Và giây phút này gia đình chúng ta có thêm một thành viên mới, đó là một nàng dâu thảo. Trên đề của cô dâu, bởi từ giây phút này gia đình chúng ta có thêm một thành viên mới, đó là một chàng rể hiền. Các quý vị ơi, ly của quý vị đâu ạ? Xin mời ạ. 1, 2, 3. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng cạn chén men đông. Kể từ giây phút này, hai gia đình chúng ta đã cùng chung làm một để cùng chăm lo hạnh phúc cho đời quyền hương của chúng ta. Một lần nữa xin được thay lời cho tất cả quý vị quan khách cùng về tham dự trong buổi lễ thành hôm nay, xin được chúc cho mối tình thông gia hai bên sẽ ngày càng thắt chặt và bền lâu hơn nữa. Và giờ phút này con xin mời thông gia hai bên chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trở về bàn tiệc ạ. Từ từ. Và tiếp theo chương trình xin mời cặp đôi chúng ta sẽ cùng tiến về phía bàn tiệc thứ hai để cùng thực hiện nghi thức tiếp theo, đó là nghi thức cắt bánh tình yêu 16 sáng rực lên che bóng đôi ta, anh sẽ giữ tình em trọn vẹn để vẫn trong kia lưu sáng mãi tình anh. Chiếc bánh này là bánh nghĩa bánh tình sáng như trăng sáng giữ mình với ta, bánh này sẽ...
Bây giờ đây là nghi thức chiếc ngọt sẽ vui. Xin mời chú rể sẽ đút bánh cho cô dâu và chúc cô dâu sẽ đút bánh lại cho chú rể. Đây là nghi thức chiếc ngọt sẽ vui. Hy vọng với tình yêu thương của mình, cặp đôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, lèo lái con thuyền tình yêu để đến bến bờ của hạnh phúc. Xin mời cô dâu sẽ đút bánh lại cho chú rể. Thầm dặn với nhau rằng, em ơi, tay bên kia muối chấm gừng, gừng có cây muối có mặt. Còn chúng ta chú rể đất trầu, chúng ta quen cô dâu cộng hưởng chúng ta đã bao lâu rồi ạ? Hơn 3 năm. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, cặp đôi chúng ta đã quen nhau 3 năm, hơn 3 năm và trong khoảng thời gian hẹn hò yêu đương đó thì đến thời điểm hiện tại cặp đôi chúng ta đã cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau được nên đã nắm tay nhau về thưa với ba mẹ hai bên và chọn ra ngày lành tháng tốt là ngày hôm nay để cử hành buổi lễ thành hôn. Và hôm nay được sự chúc phúc của toàn thể tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hay họ, nơi bạn trẻ chúng ta đã chính thức về chung một mái ấm gia đình. Hôm nay nơi bạn chúng ta đã trở thành người một nhà. Và xin hỏi chú rể tất trọng chúng ta trong khoảng thời gian hẹn hò yêu đương 3 năm đó chú rể có hôn cô dâu của mình chưa? Có ạ. Dạ, chú rể nói cũng trong khoảng thời gian 3 năm đó chú rể đã từng hôn cô dâu của mình rồi. Và trong ngày cưới ngày hôm nay, trước sự đồng đồng chúc phúc của tất cả quý vị thì MC cũng xin bằng phép được yêu cầu chú rể sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho cô dâu trong ngày cưới ngày hôm nay. MC sẽ đưa ra hai lựa chọn cho chú rể có thể lựa chọn tình thể hiện tình cảm của mình dành cho cô dâu ha. Lựa chọn thứ nhất đó là ngay tại trên sân khấu này, trước sự chúc phúc và những tràng pháo tay của tất cả quý vị thì chú rể sẽ dành cho cô dâu một nụ hôn nồng nàn thật lâu. Và lựa chọn thứ hai đó là chú rể sẽ bồng cô dâu dễ thương của mình đi đến từng bàn để chụp ảnh lưu niệm cùng tất cả quý vị quan khách. Không biết chú rể chúng ta sẽ chọn phương án nào để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô dâu ạ? Bồng đi. Bồng cho vui. Đối với em thì vợ em là em rất là thương nên em sẵn sàng em bồng vợ tới mọi nẻo đường chứ không phải là mỗi bàn. Một đau có thể thật lớn thưa quý vị. Bây giờ có nghĩa là chú rể chọn phương án thứ ba đó là chọn cả hai. Nhưng mà bây giờ MC yêu cầu chú rể chúng ta thể hiện tình cảm của mình trước ngay tại trên sân khấu này ha. Rồi xong sau đó chú rể sẽ bồng cô dâu đi xuống màn đi chụp ảnh lưu niệm cùng tất cả quý vị quan khách trong ngày cưới hôm nay. Dạ chú rể chịu chơi quá quý vị. Dạ. Rồi bây giờ xin mời cặp đôi chúng ta cùng chuẩn bị. Xin mời chú rể và cô dâu đứng đối diện vào nhau. Rồi cô dâu ơi, cô dâu à, cô dâu hãy chọn nơi nào trên người của chú rể mà cô dâu cảm thấy cứng nhất và đặt bàn tay của mình lên đó à. Rồi chú rể ơi, chú rể hãy lựa chọn nơi nào trên người của cô dâu mà chú rể cảm thấy mềm mại nhất và đặt bàn tay của mình lên đó. Dạ, người ta yêu nhau 3 năm nên người ta biết chỗ nào cứng, chỗ nào mềm quý vị. Dạ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta cùng chuẩn bị nha. Sau tiếng đếm từ 1 đến 3 của MC, quý vị hãy dành cho cặp đôi một tràng pháo tay thật lớn nha. Và tràng pháo tay của quý vị dài đến đâu thì nụ hôn của cặp đôi sẽ dài đến đó ạ. Xin mời đội ngũ hậu cần chúng ta cùng chuẩn bị luôn nha. Bây giờ xin đếm từ 1 đến 3 nha quý vị. 1 2 3. Vỗ tay cho quý vị. Quý vị, một lần nữa xin được thay lời cho cặp đôi gửi đến tổng thể tất cả quý vị quan khách của chúng ta một lời cảm ơn chân thành. Xin cảm ơn tổng thể tất cả quý vị đã cùng dính chúng thời gian quý báu của mình đi cùng về chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi trong ngày cưới hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho các bạn trăm năm hạnh phúc. Xin mời các bạn chúng ta làm trở lại với một tay yêu thương tất cả quý vị quan khách. Bây giờ chúng ta có cần bồng cô dâu của mình đi xuống không ạ? Rồi xin mời. Cứ đi bình thường đi, đi bình thường đi. Kính thưa các cụ, ông bà, cha mẹ, chú bác, chú cô dì, anh chị em xa gần của họ nhà trai, kính thưa toàn thể khách quý và các cháu bạn bè nam nữ thanh niên thì nói chung là trong thời gian nó cũng khá là lâu thì Trọng và Hương, tức là hai con hai cháu đã tìm hiểu yêu nhau thì trên tình yêu tự nguyện và trên cái tinh thần là thời đại tế thì vừa qua cái tình yêu của cháu đã lớn lên và trưởng thành, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, hai tâm hồn cùng chung một ước mơ. Thì hai cháu đã có một cái ước mơ là về chung một nhà thành vợ thành chồng. Thì thời gian vừa qua hai bên gia đình nam nữ cũng có thể hiện hết cái vai trò trách nhiệm của mình, nhưng mà thời gian chưa cho phép. Thì đến hôm nay là cái ngày thật sự
ngày lành tháng tốt được sự nhất trí của xã hội, gia đình hai bên, là tổ chức buổi lễ thành hôn để hai cháu nên vợ thành chồng. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là bác của Hường và cùng đi trong cái họ nhà gái là những người thân, là cha mẹ anh chị đến đây, là trước mắt là ra mắt họ hàng họ nhà trai cũng như toàn thể quý vị gần xa. Rồi bên cạnh đó thì cũng chứng kiến hôm nay tức là ngày đã thật sự cháu Hường của tôi đã thành vợ của cháu Đồng và thành dâu của gia đình nhà anh chị. Thì hôm nay thì trong không khí tưng bừng nhộn nhịp hôm nay, tôi chẳng có gì hơn chúc cho hai bên gia đình ngày càng gần gũi hơn để dìu dắt con em tôi hoàn thành cái vai trò trách nhiệm của mình theo cái ước mơ của từng gia đình, từng cái bậc sinh thành trên cuộc sống. Và bên cạnh đó thì bác cũng một lần nữa thì cũng chúc cho hai cháu trọn đời bên nhau, dù cuộc sống có khó khăn thế nào chăng nữa, hai cháu cũng giơ bốn tay lên, ta là người chiến thắng. Chúc cho toàn thể quý vị trong cái hôn trường ngày hôm nay có một cái buổi tiệc thật là vui, thật là cởi mở và ấn tượng. Thì tôi cũng xin thay mặt gia đình họ nhà gái cuối cùng không có gì hơn, xin chúc toàn thể quý vị trong cái hội trường, trong cái hôn trường ngày hôm nay là chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho ban tổ chức ngày càng phát huy những nghề nghiệp của mình hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn phần phát biểu của bên đại diện họ nhà gái. Tiếp theo là phần phát biểu của bên đại diện họ nhà trai. Xin cảm ơn chúng mình. Nói chung là xin đại diện nhà trai, qua cái lời phát biểu của đại diện họ nhà gái là anh Năm của Chu Quân Lúc Tiễn Nghi Hơn, thời gian Long An kết nghĩa Gia Lai, thì bữa nay được cái trình tổ chức thì mời họ nhà gái đến để bữa tiệc mất cười, thì trân trọng cảm ơn họ nhà gái. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giờ chúc sức khỏe cho họ nhà gái được an khang, năm mới cũng sắp đến rồi, chúc sức khỏe. Ngoài ra mình không có gì hơn thì mong họ nhà gái nán thời gian ở lại du thêm chút nữa vậy đâu. Xin cảm ơn. Nắm tay em đi qua màn mưa, ở đâu anh cũng muốn đưa, cho dù thời gian già nữa vẫn yêu em như ngày xưa. Lúa kia đã đỡ bông, mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng, nghe mà lòng trong mong cưới luôn được không, trong sắp sinh bên hồ nhà trai, đời nhà gái đưa em bước qua, cha mẹ cùng nâng rượu vui, chúc cho ta duyên thân đôi, con xa đều khen nâng nỡ, gái trai xinh đẹp đôi phu thế, chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bằng răng long.
gái của Bến Tre. Có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé về quê em rong dưa xanh bát ngát. Con gái Bến Tre dịu dàng lại chất phát, phải yêu nhau rồi thưa ba má mình cưới luôn. Lời em nói đâu phải là nói suông, yêu phải em chắc chắn anh không khổ. Xem cho anh một thằng cô tí đầu lòng. Yêu em không thôi anh đừng có nói sai dòng, chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau tắt cạn biển đông nè. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bá và anh đài hữu duyên thiên lý thôi, thì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. Bằng lần hoa đi đường trên con đường giờ đây anh cô đơn lối. Nhìn chiều tròn
đau trong lòng. Nên ngày đang nôn nao tôi thời mong trọn mơ. Nào hay đâu em thấy đời xa hoa, tình quen ai với lời thề đã phản. Căn nhà tình chung mình mơ ước có rồi, giờ em ở đâu? Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén, chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật nguyệt đâu em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo mần ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Chắc chưa từng nhìn anh lại thương. Anh xin dừng để uống những yên thương. Tất cả nó mà không có ai biết được.
rồi nha. Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Đây môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng. Pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby vì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Chờ em.
nhà.